Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Nam kể chuyện ma. Nam biết mình là một người mới nên là còn rất là nhiều thiếu sót. Mong là các bạn sẽ thông cảm và luôn ủng hộ Nam bằng cách like, share và đăng ký kênh nha. Bạn nào mà có những câu chuyện ma hoặc là tâm linh muốn chia sẻ với mọi người thì có thể gửi về mail hoặc là Zalo đang hiện lên trên màn hình nha. Để không phải đợi chờ lâu, Nam xin phép được bắt đầu vào câu chuyện ngày hôm nay. Hôm nay là một câu chuyện kể về một người mẹ dùng chính con ruột của mình để đem đi luyện bùa. Thì cái cô mà kể câu chuyện này nha, thời điểm đó thì cổ tầm 16-17 tuổi thôi. Thì gia đình của cổ xảy ra một cái biến cố. Ba mẹ của cô này đều mất cùng một lúc. Thế rồi những cái người anh em trong dòng họ của ba mẹ lại rất là nhẫn tâm các bạn. Họ vào cái ngôi nhà mà cô này đang ở, họ xấu xé, họ giành giật cái miếng đất, cái ngôi nhà này, để cuối cùng cái cô này phải đi ra ngoài đường để mà ở. Thời điểm đó thì mặc dù 16-17 tuổi nhưng mà cái cô này cô cũng khờ các bạn. Thế rồi ban ngày cô phải đi ra ngoài đường để mà vào những cái chợ để mà đi xin ăn, nhận những cái đồ bố thí từ mọi người xung quanh. Để rồi đêm là phải đi vào bên trong nghĩa địa, ngủ kế bên cái mồ mả của ba mẹ mình luôn. Thì cổ cứ lay lắc như vậy sống được tầm 2-3 tháng. Thì trong một cái ngày đó cổ mới gặp được một cái bà kia. Thì cái bà này là một người lái buôn các bạn, mua đồ ở những cái vùng đất khác rồi đi sang những cái nơi khác để mà buôn bán. Thì khi mà bà thấy cô này đang ngồi ở đó mà xin ăn, nhưng mà nhìn người rất là trẻ, rồi cái khuôn mặt rất là phúc hậu. Thế là bà này bà cũng thắc mắc, bà mới lại hỏi cô là tại sao lại đi xin ăn. Thì lúc này cô mới chừng tình kể lại cái câu chuyện bi thảm về cuộc đời của mình. Mà cái bà này bà cũng tốt, khi mà bà nghe được như vậy thì bà rất là thương xót cho cái số phận cô này. Thì bà mới ngỏ ý hỏi cổ rằng là có muốn đến nhà của bà làm người giúp việc không. Thì nhà của bà ở dưới Phan Thiết các bạn. Lúc này thì cô cũng suy nghĩ rất là nhiều. Cô thấy là cái cuộc sống của mình ở đây không nhà, không cửa, không tiền, không bạc, không nghề ngỗng gì cả. Bây giờ có một cái người ngỏ ý giúp đỡ mình như vậy thì cổ đồng ý ngay lập tức các bạn. Thế rồi cổ cùng với bà này để về Phan Thiết sinh sống và cổ làm giúp việc cho bà này. Thì khi mà về đó nha, cổ rất là siêng năng, bao nhiêu công việc nhà nè, dọn dẹp nấu cơm nè, chăm sóc nhà cửa, cổ đều làm rất là tuyệt vời. Thì cổ làm như vậy tầm được 1-2 năm. Thì lúc này cái bà chủ mà nhận cổ vào làm mới bắt đầu chữa bệnh. Tại các bạn biết không, những cái người mà làm cái nghề buôn bán ngày xưa mà thân phận lại là phụ nữ nữa, nên là sức khỏe của người ta không có tốt. Cứ dần già như vậy càng ngày bà càng bệnh nhiều và yếu dần đi. Thì trước khi mà bà mất thì bà mới kêu cô này lại để mà nói chuyện. Bà mới nói với cô này là bà xem cổ giống như là con cháu trong nhà chứ không phải là một người ăn kẻ ở. Thì bà có để dành được một ít tiền để cho cô này, kiểu giống như là nếu như mà bà mất thì với cái số tiền này thì cổ sẽ cầm cự đâu đó tầm được 3-4 tháng nếu như mà không còn bả nữa. Thì cô này cổ cũng rất là thương luôn. Cho đến khi một tuần sau thì bà này bà mất các bạn. Thì lúc này những cái người con trong gia đình này lo đám tang cho mẹ của mình xong thì mới kêu cô này ra để mà nói chuyện. Thì những cái người con này cũng là người tốt các bạn. Nhưng mà các bạn biết không, cái thời điểm mà nhận cô này về làm người giúp việc là tại vì mẹ của những cái người này biết là cái cô này khó khăn nên mới đem cổ về để cho cổ một cái công ăn việc làm thôi. Nhưng mà bây giờ bà này bà mất rồi, mà những người con này còn rất là trẻ, những cái công việc nhà thì họ vẫn có thể làm được, không có phải để tốn tiền thuê một cái người giúp việc. Thì họ mới nói với cô này thì hỏi cô này là bây giờ nếu như mà cổ muốn lập nghiệp ở Phan Thiết thì sẽ giới thiệu cho cổ một cái nơi khác để mà cổ làm giúp việc. Còn nếu như mà cổ muốn lên Sài Gòn để mà lập nghiệp thì họ sẽ đưa cổ ra ngoài bến xe rồi sẽ cho cổ một ít tiền để mà làm vốn. Thì khi mà cổ nghe đến đó là cổ hiểu ý rồi các bạn. Thì cổ mới nói thôi thì để cổ lên Sài Gòn để mà cổ lập nghiệp. Thì những cái người này mới đưa cổ ra ngoài bến xe. Thì cổ mới bắt xe lên trên Sài Gòn. Nhưng mà các bạn biết rồi, suốt mấy năm trời nha, cổ không có được đi học hành nè, chỉ có làm việc nhà để mà giúp đỡ thôi. Thì cổ lên Sài Gòn thì cổ cũng lựa chọn cái công việc là đi làm người giúp việc cho một cái gia đình kia. Thì cái gia đình này cũng làm cái nghề buôn bán luôn các bạn. Mà cái ông chủ của gia đình này nè, thường xuyên là đi vắng luôn. Ví dụ như họ ở nhà được tầm 2-3 ngày thì họ lại đi công tác buôn bán tầm đâu đó 1 tuần 2 tuần họ mới về. Thì lúc này thì cổ làm cái công việc như vậy á, nó rất là buồn chán các bạn. Tại vì mình ở nhà được 1-2 ngày chăm sóc ông bà chủ, thế rồi ông bà chủ lại tiếp tục đi như vậy. Rồi ở nhà có một mình nè, dọn dẹp đồ đạc nè, rồi cơm nước thì cũng đâu có lo cho ai đâu, có một mình cổ à. Thế rồi vì quá buồn chán trong cái lúc mà cô ở nhà như vậy á, thì cổ thấy những cái người giúp việc cho những cái gia đình khác ở chung cái xóm này á, họ mới tụ tập lại, họ chơi đánh bài các bạn, đánh bài tứ sắc đó nha. Thì lúc mà cổ buồn chán như vậy á, cổ quyết định là cổ vào tham gia để mà giải sầu các bạn. Thì lúc đầu là chơi cho vui thôi, từ chơi cho vui nha, nó trở thành chơi ghiền luôn các bạn. Thế rồi cổ lậm vào trong cờ bạc luôn. Và các bạn biết rồi, những người mà cờ bạc thì cuối cùng là như thế nào? Là đều nợ các bạn. Thì nợ đâu đó cũng không có nhiều các bạn, chỉ nợ một ít thôi. Mà cổ nợ là cổ nợ cái ông á, lái xe, à không phải lái xe đâu các bạn, cái ông đạp xích lô ở cái xóm đó. Thì lúc này á, cái ông xích lô ổng mới nói cổ như vậy nè, kêu cổ là bây giờ là nợ cũng lâu rồi, trả tiền cho ổng đi. Nếu như mà không trả tiền á, là đợi ông bà chủ về á, là ổng mét lại với ông bà chủ đó nha. Thì lúc này cô này cổ mới sợ. Cổ sợ là khi cái ông đạp xích lô này mét lại với ông bà chủ, là cổ đánh bài đánh bạc thua nợ đó, thì sẽ đuổi việc cổ. Thế là cổ mới năn nỉ cái ông đạp xích lô này. Cổ mới nói á, anh ơi, anh thương em đi, anh đừng có nói với ông bà chủ, nhăm 3 hôm nữa em có tiền em trả cho anh thương em giùm cái, em không có muốn mất việc. Rồi cái ông đạp xích lô ổng nghe vậy á các bạn, ổng mới nói là bây giờ thương á, là thương thiệt hay là thương giả? Nếu như á, mà thương thiệt thì thôi á, cô lấy tôi làm chồng đi, rồi về nhà hai vợ chồng mình á, cùng cố gắng làm ăn, sau này còn có con có cái, tôi cũng không có bắt cô trả nợ nữa, rồi cô còn được nghỉ công việc dọn dẹp rồi làm ở đợi cho nhà người ta, về đây là tôi lo hết cho. Còn nếu như mà cô thương giả thì thôi cô đừng thương làm gì, tôi còn độc thân, tội nghiệp tôi. Thì khi mà cái cô này cổ nghe như vậy các bạn, cổ hiểu ý. Thì lúc này cổ mới suy nghĩ trong lòng, mặc dù là cổ không có thương ông này thiệt, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nha, thì cái ông đạp xích lô này á, ông cũng có tiền các bạn. Tại vì ông có nhà có cửa nè, rồi ông còn đạp xích lô nữa. Mà cái thời xưa đạp xích lô rất là có giá nha. Mà ông có tiền, ông đi cho vay nữa. Thì cổ nghĩ rằng cổ có thể trao thân gửi phận được cho cái ông này, chứ bây giờ sống cuộc đời khổ cực từ hồi nhỏ đến bây giờ luôn. Thế là cổ quyết định lấy ông này các bạn. Thì khi mà lấy ông này thì đúng sướng luôn các bạn, tại vì đâu phải trả nợ nữa đâu, còn lại có thêm tiền để mà đánh bài đánh bạc nữa. Nhưng mà cổ chơi được một thời gian á, thì cổ quyết định là cổ cũng không có đánh bài nữa, cổ chú tâm vào làm lụm phụ giúp chồng của mình. Tại vì á, sống đâu đó tầm được gần 1 năm thì lúc này cổ phát hiện ra là cổ có thai tầm 2-3 tháng rồi. Khi mà cổ nói cái việc này cho cái ông đạp xích lô thì ổng rất là vui. Tại vì ổng cũng lớn tuổi rồi các bạn, trên 30 rồi, mới có vợ mà bây giờ chuẩn bị được làm cha nữa. Thế là ổng quyết định nha, ổng sẽ mở rộng địa bàn cho vay tiền các bạn. Mà các bạn biết rồi, ngày xưa cho vay tiền thì khu này có giang hồ, khu kia có giang hồ, thì ổng sang cái khu khác để mà mở rộng thị trường cho vay. Thì lúc này những cái người giang hồ ở những khu khác á, mới bắt đầu kiếm chuyện, rồi họ mới gây sự với ông này. Thì trong một cái lần đó gây sự quá nhiều các bạn, ổng bị giang hồ của cái khu khác á, đâm chết, lòi ruột ra bên ngoài luôn. Lúc này thì cái cô này cũng đang ở nhà, thì nghe những cái người bạn đạp xích lô á, hớt hải chạy tới cái căn nhà này á, nói với cổ là chồng của mày á chết rồi, nó bị đâm lòi ruột ở ngoài kia kìa. Lúc này nha, thì cổ điên hồn luôn, cổ mới đi theo những cái người này để tới xem thử có đúng thật hay không. Thì đúng thiệt các bạn, lúc mà tới cái chỗ đó nha, là chồng của cô này á, đã nằm chết tại chỗ rồi, mà ruột gan á, nó lòi hết ra bên ngoài luôn, rồi phải lấy những cái bịch ni lông á, để mà lụm vô. thì lúc này á, cổ bị bấn loạn hết rồi các bạn. Rồi những cái người mà thừa nước đục thả câu á, những cái người mà đã được cái ông xích lô này á, cho vay tiền á, thì thừa cái cơ hội mà cô này á, không được bình tĩnh, họ vào trong cái căn nhà á, của ông đạp xích lô này á, lục lọi tìm những cái tờ giấy nợ các bạn, rồi họ xé, họ đem, họ vứt hết. Thế là cô này á, lại tiếp tục trở lại thành một cái người trắng tay. Thì trong cái lúc mà tuyệt vọng như vậy á, thì có một cái bà hàng xóm gần đó các bạn. Bà này cũng là bạn đánh bài chung với cái cô này luôn. Thì bà này bà mới qua, bà mới hỏi thăm tình hình của cổ. Thì lúc này cổ cũng chia sẻ luôn là bây giờ cổ buồn quá, cổ tuyệt vọng quá, cổ không biết phải làm sao. Mà bây giờ cổ đang mang thai nữa, mang thai con của cái anh đạp xích lô này được 2-3 tháng rồi. Thế là cái bà này bà mới nói nhỏ với cô này, bà mới kêu như vậy nè các bạn: ê, tao nói mày nghe nè, mày không tin á thì tao không có biết phải nói làm sao, nhưng nếu như mà tao nói xong á, mày tin á thì mày làm theo lời tao đi, để mày thay đổi cuộc đời này của mày. Thì cô này có hỏi là làm gì? Thì lúc này bà mới nói nha, bà kêu là bây giờ cái đứa bé ở trong bụng của mày á, nó chỉ mới 2-3 tháng thôi, nó chưa có hình thành một cái nhân dạng hoàn chỉnh. Thôi thì bây giờ tao cho mày uống những cái lọ thuốc như vậy nha, để mày thải cái đứa bé ra, rồi mày lấy xác của cái đứa bé này á, mày đem đi phơi nắng, mày đem đi hong khô, rồi mày bỏ nó vào trong một cái túi đỏ, mày đem lên mày thờ. Tao đảm bảo với mày luôn á, là tiền tài nè, rồi sắc đẹp nè, đàn ông sẽ đến với mày á ngay lập tức. Cái cách này á, tao đã chỉ cho cái con Mai ở đầu xóm rồi. Mày không thấy nó hả? Hồi xưa nó nghèo muốn chết, mà từ khi á, tao chỉ nó cái cách này á, bây giờ nó làm chủ hết cả nguyên mấy cái cửa hàng bán chả luôn. Thực ra không phải là con Mai nó uống thuốc, nó bỏ cái đứa bé, mà nó bị vô tình, nó bị sảy thai mày ơi. Nhưng mà tao thấy như vậy á, thì tao mới xúi nó là hong khô cái xác con nó đi, rồi bỏ vào trong cái bị đỏ, để mà đem lên thờ, để mà mình làm bùa. Trời ơi, nó linh lắm mày ơi. Thì lúc này á các bạn, cái cô này trong cái lúc mà cổ tuyệt vọng như vậy á, mà phải nói thiệt, từ đầu mình nói rồi, cổ là người ở dưới quê mà, nên cổ cũng rất là khờ. Khi cổ nghe bà này nói như vậy á, cuối cùng là cổ quyết định là nghe theo các bạn. Rồi cô uống những cái lọ thuốc, cái viên thuốc mà bà này đưa á, để rồi cổ thải cái đứa bé ra. Thế rồi cái bà này á, bà mới cầm xác của con cô này á, để đem đi ra ngoài các bạn, hơ lửa rồi phơi nắng các bạn, rồi cho cái thân xác của cái đứa bé này á, nó khô lại, nó quắp véo lại luôn, rồi bà nhét vào trong một cái túi đỏ, rồi bà kêu cô này á là đem lên bàn thờ đi. Thế là cô này cổ mới nghe lời bả, đem lên trên bàn để mà thờ. Cổ cắm 2 cái cây đèn cày, rồi cổ bỏ một cái bát nhang á, cổ thắp 3 cây nhang luôn. Rồi ngay cái ngày sau khi mà cổ thắp nhang á các bạn, thì ngay ngày hôm sau luôn có chuyện. Lúc này nha, thì cổ hơi buồn, cổ mới ngồi đằng trước nhà của mình á, để mà hóng gió các bạn, kiểu giống như là suy nghĩ về cuộc đời của mình á. Thì lúc này cái bà mà xúi cổ á, bà đang đánh bài ở gần đó chung với 3 cái người khác. Thì đằng sau lưng của cái bà đó các bạn là có nguyên một cái can xăng. Thì nói nào ngay cái bà này, bà làm cái công việc là bà mua đi bán lại xăng các bạn. Các bạn biết ngày xưa mà người ta hay có cái kiểu mà những cái bình xăng nhỏ nhỏ để mà bán cho những cái người mà hết xăng dọc đường, hoặc là những người ở trong cái khu cái xóm đó, thì lời đâu đó tầm được mấy ngàn đồng thôi. Thì bả làm cái công việc như vậy các bạn. Mà cái bình xăng lúc này ở sau lưng bả, nó đã được siết rất là chặt rồi. Mà bả đánh bài, một tay thì đánh bài, một tay thì cầm cái điếu thuốc hút phì phà các bạn. Thì không hiểu bằng một cái cách nào nha, cái can xăng đó đã được đậy cái nắp kỹ lại rồi, thế mà tự nhiên nó vụt cháy các bạn. Vậy mà những cái người đánh bài chung với bả thì bỏ chạy kịp, chỉ có một mình bả thôi là cái can xăng á, nó cháy lan hết cả người bả luôn. Thế rồi á, trong cái lúc mà tuyệt vọng như vậy á, ai cũng đều thấy bà này cháy hết cả người luôn, mà cái miệng của bả vẫn còn la lên là cầu cứu tất cả mọi người. Nhưng mà đâu có ai tới cứu bả đâu. Các bạn biết, nó cháy đến mức á, mà da thịt của bả nó chảy ra, con mắt á, nó lồi ra bên ngoài luôn các bạn. Để rồi cuối cùng á, là cả người của bả đen xì luôn, co gúp lại, nằm co ro hết luôn các bạn. Rồi nhìn bả Rồi nhìn bả giống y chang cái xác của cái đứa bé mà bả đã hong khô vậy đó. Lúc này nha, là cả cái xóm này bắt đầu u ám các bạn. Tại vì từ trước đến giờ đâu có bao giờ có một cái người lớn nào mà chết như vậy đâu. Mà cái bà này đó là cái người đầu tiên mà còn chết cháy nữa. Thế rồi từ những cái ngày sau nha, thì cái cô này ở trong nhà, cổ mới thấy có những cái hiện tượng rất là lạ. Lâu lâu ban đêm á, là cổ thấy có những cái ánh mắt đỏ rực á, từ trong màn đêm á, nhìn chừng chừng vào cổ. Thế là cổ sợ quá các bạn. Cổ mới quyết định là sẽ quay trở về Phan Thiết, quay lại cái căn nhà của cái bà chủ ngày xưa mà cổ làm giúp việc á, để xin những người con là cho cổ làm giúp việc trở lại. Chứ cổ thật sự là cổ không có dám ở lại cái căn nhà này, ở lại cái đất Sài Thành nữa. Thì đâu đó tầm 2-3 giờ sáng cổ thức dậy, cổ mới làm một cái mâm cơm nhỏ để cúng cho cái xác của cái đứa bé con của cổ mà cổ đang thờ ở trong nhà. Thì trước khi mà cổ đi á, thì cổ soạn hết toàn bộ quần áo vào trong một cái ba lô, rồi cổ đi ra luôn các bạn. Trước khi đi thì cổ có quay đầu lại để mà nhìn lại trên cái bàn thờ một lần nữa, thì vẫn còn thấy cái túi đỏ mà đựng cái xác của đứa bé, những cái mâm cơm mà cổ đã nấu từ hồi sáng để cúng cho đứa bé này. Rồi cổ quay mặt để mà bỏ đi. Khi mà cổ ra ngoài bến xe rồi á, thì cổ mới bắt đầu bắt xe để mà quay trở lại Phan Thiết. Thì trong cái quá trình đi như vậy á các bạn, thì các bạn phải biết là thời xưa á, mà xe đò mà đi về Phan Thiết á, nó rất là lâu các bạn, chứ không phải nhanh như bây giờ. Mà xe đò hồi xưa nó cũng kiểu cà tàng á các bạn, đi rất là lâu. Thì trong cái lúc mà cứ đi như vậy á, thì vì quá mệt các bạn, thì cổ mới ngủ thiếp đi. Lúc này thì cả nguyên một cái đoàn xe á, thì ai cũng ngủ cả. Thì trong cái lúc mà cổ mơ mơ màng màng như vậy á, thì tự nhiên từ đằng sau lưng của cổ á, cổ nghe vọng lại một cái tiếng của một cái người phụ nữ nói với cổ rằng như vậy nè: mày không có đi được đâu, nó không có cho mày đi đâu,